Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn độc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, Phục Đàm, Chi Long, từ nay tới Tết năm 2024, với những dấu hiệu may mắn được quý nhân phù trợ, thần tài giúp sức mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, đón nhận lộc lá đầy nhà. Chấn động, thầy tử vi tiên tri cực chuẩn, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, từ nay tới Tết 2024, số đỏ hơn son, đến tiền ầm ầm. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, đời người lắm lúc chỉ cần một năm thịnh vượng là đủ, làm nên cho cả thập kỷ thăng hoa, có một khoảnh khắc trong năm 2023 này có thể cho họ cơ hội như thế. Từ nay tới Tết 2024 là một thời điểm vàng son, rực rỡ và nhiều niềm vui, là thời điểm trời cho cô bác bay, thời thế cho cô bác chạy, chạy được bao xa, bay được bao nhiêu, thì còn tùy thuộc vào nội lực của chính cô bác. Nhưng mà khi vận may đã mở cửa, thì ắt hẳn may mắn sẽ đổ đầy, tuổi Giáp Thìn nắm bắt đại vận này, chắc chắn một bước lên mây. Giàu săn chạm nóc, đếm tiền mỏi tay, cuộc sống hiển vinh, muốn biết như thế nào, thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe lý giải chi tiết từ các cao nhân dưới video sau. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, cuộc sống bon chen khiến có lúc 1964 quên mất rằng ta từng có cái suy nghĩ bản thân ta là vô cùng đặc biệt, là cá thể độc nhất vô nhị trong vũ trụ này, là duy nhất, là không có bản sao thứ hai. Ta được sinh ra với những hạt mầm thiên phú, tiềm ẩn những năng lực riêng biệt với căn duyên của chính mình, ta từng tự tin và ta từng xông xáo, ta từng khao khát, rồi ủ rột nhạt nhòa chẳng hăng say. Nếu đến chính bản thân mình còn không tin mình thì ai sẽ tin được 1964 nữa đây? Nếu chính bản thân còn không có động lực, ai sẽ thổi lửa cho những dự định của 1964 đang cận kề? Hãy học cách lờ đi ý kiến của số đông, lờ đi những thị phi hay dăm ba câu chuyện bàn tán sau lưng của họ. Ý kiến của số đông, họ không trả tiền cho cô bác ăn, không trả sinh hoạt phí cho cô bác, không trả tiền thuê nhà cho cô bác, cũng chẳng cho cuộc đời cô bác phát triển cùng đơm hoa. Thế nên, việc ta làm, việc họ làm, miệng đời người họ có quyền nói, tai của ta có quyền bịt, dù có nghe được thì tâm tưởng của ta có quyền chọn lựa. Chẳng cần bận lòng, cũng chẳng cần suy tư tập trung vào dự định của chính mình và cuộc đời của chính mình, giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của số đông. Nhàn rỗi gầm vang rồi nhiệt huyết, hóa hộ trong hành động, bùng nổ vạn giọt nỗ lực cho những mong mỏi của bản thân, còn đâu chẳng cần phải để ý. Những cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, thời gian qua cô bác đã quá vất vả rồi, nếu hữu duyên nghe được dòng bút này, xin phép được gửi tới quý cô bác một lời an ủi chân thành, mong cô bác luôn giữ sức khỏe trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan cô bác nhé, vẫn còn Minh Đường Tử Vi ở đây lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của cô bác. Tôi biết rằng cô bác từng sống phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, nhưng giờ Giáp Thìn chủ yếu chỉ quan tâm đến công việc, tiền tài mà thôi. Sự nghiệp thăng hoa thì cuộc đời rực rỡ, thiếu tiền thì mới sợ, còn lại gì? Sự lạnh nhạt của nhân tình, đau vì trải nghiệm nhiều rồi, đắng cay cũng nhiều rồi, nên giản đơn có thì tốt, mà không có thì cứ kệ. Cứ nhẹ nhàng nhìn vào sự nghiệp mà thôi, lại cứ nhớ Giáp Thành sẽ thành công, nhờ vào chữ tín, nhờ vào chất lượng, trách nhiệm, sự trọng lời hứa trong từng hành vi của bản thân. Chứ không phải là kiểu nhanh mà đạt được, thời gian là thứ Giáp Thìn cần trong cuộc hành trình, bỏ tâm bỏ sức vào công việc để tạo được sự khác biệt cho khách hàng, đồng nghiệp nhận ra. Nên nếu cô bác chưa chứng tỏ được điều đó, hãy thong thả tiếp tục bền chí và kiên tâm không vội vàng, cứ nhẹ nhàng đất trời ắt sẽ phù hộ người có tâm. Nhân gian sẽ cho cô bác đạt được cái tầm tương xứng với những công sức nỗ lực mà cô bác đã gửi vào trong dòng đời. Có vậy thôi, Giáp Thìn của tôi ơi, vận thế chuyển rồi, Minh Đường Tử Vi đã luận giải bên dưới video này nhé.
Xin mời quý cô bác cùng với Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Theo tử vi phương Đông, nam mạng tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý vạn, sự tất thành, đại cát đại lợi. Những người này được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả, tóm lại Giáp Thìn nam mạng có đường đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi, nếu sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích phúc, tích đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Đối với giai đoạn 3 tháng cuối năm 2023 âm lịch này, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ là thời điểm vàng son, được nhiều cát tinh hội tụ, may mắn nhất trong năm 2023 này của quý cô bác đấy. Đối với nam mạng, đường công danh sự nghiệp của nam mạng, tuổi Thìn 1964, từ nay tới Tết 2024, cần nhiều kiên trì và nỗ lực. Xét về sao hạn cũng như ngũ hành, thấy rằng năm nay có thể nhiều trắc trở, gian truân trên đường làm ăn của gia chủ. Tuy nhiên, nam Giáp Thìn ở độ tuổi 60, bước qua 61, nhiều người đã về hưu và an hưởng tuổi già, công việc ít tác động đến cuộc sống của nam mệnh. Với những người còn đang kinh doanh hoặc đi làm, tốt nhất trong năm nay, nam Giáp Thìn 1964 nên duy trì làm ăn độc lập, hạn chế đầu tư hay hùn hạp vốn liếng, phòng ngừa tổn thất tiền của. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tài chính của gia chủ đạt mức trung bình, đảm bảo đủ chi tiêu đồng ra đồng vào, đặc biệt trong năm nay, bản mệnh nên cẩn trọng trong thời gian này, tốt nhất nên giữ chắc tiền bạc, không nên tin lời đối phương mà xuất tiền cho vay mượn hoặc góp vốn làm ăn, đề phòng thua lỗ. Sao hạn năm nay chiếu vào mệnh chủ đều thiên về tình cảm gia đạo, do vậy trong cuối năm 2023 này, mệnh chủ nên cố gắng giữ gìn hòa khí trong gia đình, học cách nhường nhịn, mất đi vài lời mà lắng nghe nhiều hơn. Buông bỏ bớt những chấp niệm là cách giúp mệnh chủ sớm có được một cuộc sống thư thái và an yên hơn. Thay vì cứ mãi hoài niệm lại những gì được mất, mệnh chủ nên dành thời gian để chuẩn bị năng lượng cho một năm mới đại thành công. Về phương diện sức khỏe, mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964, từ nay tới Tết năm 2024, cần nhiều lưu tâm hơn, năm nay có khả năng nam mệnh gặp chút vấn đề đau nhức xương khớp. Do vậy, trong suốt cả năm, bản mệnh nên duy trì luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, vận động tay chân nhẹ nhàng đều đặn để xương khớp linh hoạt, cơ thể dẻo dai. Đặc biệt đến tuổi này, nam mệnh tuổi Thìn tốt nhất nên hạn chế hết mức vì sử dụng thức uống có cồn như bia, rượu, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bản mệnh. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964 không phạm thái tuế trong cuối năm 2023. Gia chủ tuổi Thìn trong năm nay sẽ phạm vào đại kỵ tam tai, do vậy tốt nhất trong năm 2023 không nên tiến hành những việc trọng đại. Trong năm 2023, mệnh chủ cũng không phạm hạn kim lâu. Chủ mệnh Giáp Thìn 1964 năm nay không phạm hạn hoang ốc. Trong năm 2023, năm nay nam mạng Giáp Thìn vẫn có thể xem xét tiến hành xây cất nhà cửa, nếu đã có kế hoạch và dự định từ trước, tuy nhiên mọi sự cần thận trọng trước sau để đảm bảo thuận lợi tốt lành. Tử vi nữ mạng. Xem các yếu tố tử vi sao hạn thấy rằng, trong thời gian 3 tháng cuối năm 2023, đường công danh sự nghiệp của nữ tuổi Giáp Thìn 1964 có nhiều biến động thăng trầm, năm nay khó khăn tuy có, nhưng gia chủ lại được quý nhân phù trợ, giúp mở rộng đường làm ăn, gặp nhiều vận may đưa tới. Tuy nhiên, cũng giai đoạn từ nay tới Tết 2024, mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964 không nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc bỏ vốn liếng hùn hạp với đối tác, dự rằng sẽ gặp sự cố kém thành, khó thu hồi vốn liếng ban đầu. Trong 3 tháng còn lại của năm 2023, vấn đề kinh tế tài chính của mệnh chủ tuổi Thìn đảm bảo ở mức trung bình. Tiền bạc xét thấy đủ chi tiêu ra vào, chứ ít phần dư giả. Gia chủ Giáp Thìn nếu muốn kim ngân dồi dào, bản mệnh cần nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Đồng thời, chi tiêu cũng cần suy xét trước sau cho thật kỹ lưỡng, lấy tiết kiệm làm đầu để dành lại cho khi cần đến. Về phương diện tình cảm cũng như gia đạo, quý bà Giáp Thìn 1964 trong năm nay nên chú trọng giữ gìn hòa khí gia đình. Xét các yếu tố tử vi cho thấy năm nay dễ xảy ra bất hòa trong gia đạo, dễ gây ra lời qua tiếng lại, ảnh hưởng mối quan hệ giữa các thành viên. Do vậy, nữ tuổi Thìn 1964 trong cuối năm 2023 đặc biệt nên biết cách nhẫn nhịn, bớt đi và lời tranh đua để giữ gìn tình đoàn kết trong gia can. Mệnh chủ cũng nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, sum họp, quay quần để cùng nhau chia sẻ, lắng nghe, củng cố mối khăng khít giữa các thành viên.
Sức khỏe của gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964, từ nay tới Tết năm 2024, cần nhiều lưu tâm. Mệnh chủ trong năm nay nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe của đôi mắt, cũng nên thực hiện đều đặn các bài tập liên quan đến mắt, giúp tăng cường thị lực, hạn chế các tật về mắt. Quý bà Giáp Thìn 1964 sẽ phạm hãng thái tuế trong năm 2023 là hại thái tuế, do vậy năm nay nên cẩn trọng trong việc đặt để niềm tin vào người khác, tránh bị lợi dụng, hãm hại. Trong năm 2023, gia chủ sẽ phạm đại kỵ tam tai, tốt nhất không nên tiến hành những việc trọng đại trong năm nay. Mệnh chủ tuổi Giáp Thìn 1964 không phạm hạn kim lâu trong năm nay. Mệnh chủ tuổi 1964 cũng phạm vào hoang ốc trong năm 2023. Người phạm hạn này nên cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để vượt qua trắc trở trong công việc làm ăn. Xét tổng quan các phương diện tử vi thấy rằng, trong năm 2023, mệnh chủ Giáp Thìn 1964 không nên tiến hành xây cất nhà cửa trong năm nay. Nếu đã có kế hoạch từ trước thì bản mệnh có thể mượn tuổi của người khác. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn 1964 kính mến, sống tới tuổi này rồi nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Vài bí mật về người tuổi Giáp Thìn có thể bạn chưa biết. 1. Người tuổi Giáp Thìn tích cực và kiên cường hơn người khác khi gặp thất bại. Nhiều người trong chúng ta tin rằng số phận đã định sẵn vận mệnh của mỗi người, tuy nhiên đối với người tuổi Thìn họ lại quan niệm rằng số phận là cái bóng của sự may rủi, kẻ dựa vào quá nhiều số phận là kẻ yếu đuối, chỉ có người biết nắm bắt cơ hội mới trở nên mạnh mẽ. Vận mệnh có thể thay đổi nhờ vào sự nỗ lực và tài năng của mỗi người mới làm cho cơ hội tỏa sáng. Có thể nói rằng, người tuổi Giáp Thìn có sự kiêu hãnh từ trong xương cốt, họ đã xác định lý tưởng cho mình từ sớm và đặt ra tiêu chuẩn riêng. Nhìn chung người tuổi này tích cực, họ kiên cường hơn những người khác khi gặp thất bại. 2. Người tuổi Giáp Thìn sống có trách nhiệm và thẳng thắn. Người tuổi này luôn dũng cảm tiến về phía trước và không bao giờ lùi bước trước khó khăn, đôi khi mang trong mình xương cốt của Thìn tượng rồng vương giả và quyền lực. Người tuổi Giáp Thìn không thích nhờ vào người khác khi gặp khó khăn, sự kiêu ngạo khiến họ tự mình giải quyết mọi thứ, nhưng tính cách này cũng khiến người tuổi Giáp Thìn trở nên hấp dẫn trong mắt người khác. Tuổi này cũng hướng ngoại và năng động, họ thẳng thắn nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống và họ cũng không thích nói dối, họ hào phóng cho đi và không thích ghen tị với người khác. Điều này không phải vì họ chân thành quan tâm hay thông cảm với người khác, mà họ có tinh thần trách nhiệm sâu sắc trong mọi việc. 3. Người tuổi Giáp Thìn có tài hùng biện, nhưng không muốn giải thích khi bị người khác hiểu lầm. Một trong những nét quyến rũ của người tuổi này là khả năng hùng biện và tài ăn nói lưu loát, tuy nhiên họ lại không muốn giải thích khi bị người khác hiểu lầm, đừng hỏi lý do tại sao. Đơn giản chỉ là họ không muốn giải thích, họ không muốn làm tổn thương ai hay làm tổn thương chính mình. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của tuổi Giáp Thìn có vẻ thờ ơ, không quan tâm đến mọi thứ. Thực ra, đằng sau lớp mặt nạ đó là việc người tuổi này chú trọng đến việc tự nhận thức và cần sự tôn trọng khẳng định của người khác. Tam hợp, nhị hợp của tuổi Giáp Thìn 1964 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Tuổi Thìn thuộc nhóm tam hợp, thân, ý, Thìn hay còn gọi là tam hợp thủy cục, thuộc nhóm kiên trì. Người thuộc nhóm này thường có tính kiên trì cao, họ có tham vọng và quyết tâm cao trong việc thiết lập mục tiêu và đạt được kết quả. Nhóm tam hợp này thì đa phần họ thích làm hơn là thích nói. Nhóm tam hợp này bao gồm các thành viên có tính cách tốt bụng, luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay để giúp đỡ mọi người xung quanh. Xét về ngũ hành thì nhị hợp của tuổi Thìn là tuổi Dậu, vì thổ của tuổi Thìn sẽ sinh ra kim của tuổi Dậu. Ngược lại nên khi tuổi Thìn và tuổi Dậu đi với nhau thì sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho cả hai và những người trong công việc làm ăn đó sẽ được hưởng lợi rất nhiều trong sự hợp tác của hai tuổi này. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Giáp Thìn 1964 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài, nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch không có nhiều biến động nên duy trì tiến trình ổn định. Vận khí của người tuổi Giáp Thìn trong tháng 10 âm lịch, mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm và đều đặn như trước đó. Cơ hội để phát triển vẫn có, song vẫn tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Tháng này, Nguyệt lệnh lâm dưỡng tạo điều kiện để Giáp Thìn củng cố và tiếp tục thực hiện các kế hoạch công việc của mình để mọi việc được vận hành trơn tru. Nhất hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận,
Chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Về tài chính, không có nhiều khoản thu đáng kể đến với Giáp Thìn trong tháng này, áp lực cạnh tranh vẫn còn đó, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng và gặt hái thành quả xứng đáng thông qua quản lý và đầu tư tài chính thông minh. Đời sống tình cảm của những chú rồng cũng sẽ tràn đầy cảm xúc lãng mạn trong tháng mới, các mối quan hệ không có nhiều xáo trộn. Các cặp đôi cũng cần chú ý đến việc giao tiếp và bao dung cho nhau, khi đó sẽ chẳng có vấn đề nào đe dọa tình yêu của hai bạn. Sức khỏe, không gặp phải tình trạng nguy cấp nào, nhưng bản mệnh vẫn cần chú ý duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và giải tỏa căng thẳng kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, sẵn sàng cam chịu, nhưng ông trời không để bạn bị thiệt thòi. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch cho thấy, thời gian này đặc biệt may mắn đối với bản mệnh, mọi việc đều trở nên hết sức trôi chảy, mọi tình huống đều được kiểm soát xử lý nhanh gọn, không một chút vướng bận. Có được điều này chủ yếu dựa vào khả năng biến chuyện nhỏ thành không có gì của bạn, nhờ đó bạn tránh bận tâm quá mức cần thiết vào những việc không cần thiết. Tử vi cho thấy, bạn dễ dàng thỏa hiệp nên trong công việc không có rắc rối nào lớn, tuy nhiên, chính thái độ có vẻ xem nhẹ mọi chuyện, mà tuổi Giáp Thìn không được đánh giá cao lắm ở nơi công sở, cấp trên cho rằng bạn chưa cố gắng đủ, không nhị tình như họ mong đợi. Thực ra, sâu bên trong lòng tuổi Giáp Thìn luôn có một lý tưởng riêng của mình, có lúc nó còn được xem là rất cao đẹp. Khi bạn biết nghĩ cho người khác, bạn có ý thức cao trong việc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, không cạnh tranh. Thiên tài ghé thăm trong tháng này cho thấy tuổi Giáp Thìn rủng rỉnh tiền tiêu, lộc lá đổ về rất nhiều, cho dù bản thân không phải vất vả bon chen như trước đây. Chính bạn không ngờ vì sao bản thân gặp may như thế, nhất là trong những việc bạn chưa từng nghĩ tới, thì nay cũng được hưởng lộc. Tháng mới còn có tam hợp nâng đỡ, giúp cho mối quan hệ của vợ chồng con giáp tuổi Giáp Thìn trở nên hài hòa ấm áp, nhất là nữ tuổi Giáp Thìn. Được khen ngợi là người vợ hiền đảm đang, bạn luôn có thái độ lạc quan trong cuộc sống, nó còn giúp cho con cái của bạn được truyền cảm hứng mạnh mẽ. Bạch hổ hung tin xuất hiện trong tháng 11 âm lịch này, mang điềm báo tai họa, gây bất lợi cho sức khỏe. Bản mệnh không chỉ quan tâm tới sức khỏe của chính mình, mà còn phải lưu tâm tới các vấn đề của người thân trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ mùa lạnh, rất dễ bị những bệnh liên quan đến phổi. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành xung khắc, ý thủy khắc thìn thổ, dự báo những căng thẳng trong công việc của tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 năm 2023 âm lịch này. Tại công sở, mọi việc có thể sẽ không như mong muốn, nhưng đây không phải là lúc chiến đấu cho những gì bạn coi là đúng. Nếu tuổi Giáp Thìn đối đầu, thì lỗi lầm xảy ra trong lúc này có thể để lại hậu quả trầm trọng hơn bình thường. Tốt hơn hết là tăng cường làm việc một mình, tránh tương tác với đồng nghiệp và đừng quá cởi mở về bản thân. Nhưng nhìn chung, con giáp tuổi Giáp Thìn biết cách để hạn chế căng thẳng xảy ra trong thời gian này. Suy ấm mệnh, nếu bạn dễ dàng cho qua mọi chuyện, tự tìm cách hóa giải nóng giận trong lòng mình, có thể tập trung vào việc của bản thân, hơn nữa bạn cũng không quá quan trọng chuyện thắng thua, nên dễ dàng xem nhẹ mọi vấn đề. Tử vi tài lộc. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, thiên tài xuất hiện, dự báo vận may tiền bạc có thể xuất hiện ngay trước mặt bạn bất cứ lúc nào. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, đừng bỏ lỡ, cũng đừng nghi ngờ, vì bạn hoàn toàn xứng đáng với những gì có được. Có những lúc, tuổi Giáp Thìn không ngờ tới nhất, thì tiền bạc lại đối về với tài khoản của mình trong tháng 11 năm 2023 âm lịch này. Thậm chí khi gặp khó khăn, không biết xử lý với một khoản tiền phát sinh như thế nào, thì bạn cũng nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Trong tháng mới, các chủ doanh nghiệp có thể gặt hái nhiều thành công khi mà các giao dịch tiền bạc, đàm phán và thương thảo giá cả trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tử vi tình duyên. Con giáp tuổi Giáp Thìn hay gặp phải căng thẳng bên ngoài, bù lại bầu không khí trong gia đình sẽ giúp bạn có cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Những ngày cuối cùng trong tháng 11 âm lịch này cũng hứa hẹn đem lại cho bạn nhiều điều phấn khởi và những kế hoạch mới. Ngoài ra, nếu có cơ hội đi ra ngoài hội họp, nên chú ý hơn tới vẻ bề ngoài của mình. Khi bạn tự tin thể hiện vẻ quyến rũ của mình trong những buổi gặp gỡ với mọi người, chắc chắn sẽ có đối tượng bị bạn thu hút. Thời gian này, những người tuổi Giáp Thìn có đôi có cặp cũng cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ một nửa của mình mà cũng cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ cảm nghĩ của bản thân, thẳng thắn trong việc xử lý vấn đề. Nếu giữa hai người xảy ra hiểu nhầm, thế nên căng thẳng không kéo dài và hai người sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Tử vi sức khỏe.
Ngũ hoàng ngủ tại cung chí nam, có không ít dấu hiệu trên cơ thể đang cảnh báo sức khỏe của bạn đang có chiều hướng đi xuống khá nhiều rồi, đã đến lúc bạn cần dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân hơn. Điều ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của con giáp tuổi Giáp Thìn có lẽ là do những thay đổi về mặt cảm xúc của bản thân. Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, vì vậy hãy học cách suy nghĩ theo hướng tích cực và đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Ngoài ra, những người tuổi Giáp Thìn nên sắp xếp lại thời gian biểu để có được khoảng thời gian nhất định trong ngày do việc tập luyện, cải thiện tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tháng 12 năm 2023. Tử vi tuổi Giáp Thìn tháng 12 năm 2023 âm lịch, cuối năm đỏ tiền chứ chẳng đỏ tình. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2023 ở tháng cuối cùng năm Quý Mão, người tuổi Giáp Thìn tất bật với công việc, nhưng bù lại thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, bản mệnh xử lý đâu vào đó. Tài vận trong tháng là khá lý tưởng, ngoài các nguồn thu phụ, bản mệnh còn có thêm khoản thưởng hoặc nhận được món tiền lớn từ phía đối tác, khách hàng hay từ những người vay mượn trước đó. Có điều trong tháng bản mệnh chi tiêu nhiều tiền cho việc mua sắm Tết, việc đi lại quà cáp nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể và rõ ràng để tránh lãng phí và chủ động về tài chính. Chuyện tình cảm có dấu hiệu giảm nhiệt do đôi bên quá bận rộn với công việc, dự định cá nhân, người độc thân chưa thấy tiến triển nào trong tình yêu, dễ nảy sinh tâm lý thờ ơ, lạnh nhạt trong các mối quan hệ, càng khó để tìm thấy tình yêu đích thực. Thưa quý vị, Đức Phật có dạy rằng, trân trọng cuộc đời của mình, phần còn lại của cuộc đời bạn rất quý giá, hãy làm những điều tốt đẹp cho đời và trân trọng nó. Khi bạn gặp phải vấn đề khó khăn, bạn sẽ tức giận một cách mù quáng, điều này sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả, mà chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ, trên đường có một đống phân, người qua đường thấy thì tránh, lão nông thì xúc về nhà bón phân cho cây trái tươi tốt. Cách chúng ta đón nhận mọi thứ, quyết định cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao. Bạn sống quá mệt mỏi vì để quá nhiều thứ ảnh hưởng đến cảm xúc. Bạn sống quá khổ vì bạn quá cố chấp theo đuổi mục tiêu của mình mà quên đi những hạnh phúc bình dị xung quanh. Bạn đang sống một cuộc sống không thoải mái vì bạn sống quá nghiêm túc. Bạn quá coi trọng danh, lợi, nhục, vinh. Bạn sống quá hoang mang vì có quá nhiều thứ phải buông bỏ, luôn tham lam không muốn từ bỏ. Không thể xác định rõ hướng đi của cuộc đời mình. Cần nhiều năm để sưởi ấm một trái tim, nhưng chỉ một khoảnh khắc để làm nguội lạnh một trái tim hay phá hủy cuộc đời một con người. Hãy cẩn thận, đừng lo lắng về hiện tại và đừng lo lắng quá nhiều về tương lai. Không có trải nghiệm nào trong đời là vô ích. Vì vậy, chúng ta cứ bước đi và bầu trời nhất định sẽ tỏa sáng. Khi bạn có tâm trạng tốt, tầm nhìn của bạn sẽ rộng mở hơn, mặt trời sẽ chiếu sáng rực rỡ. Nếu bạn có tâm trạng xấu, bạn sẽ không thể bình yên, cảm xúc của bạn sẽ ảm đạm và hạnh phúc của bạn sẽ ở rất xa. Suy cho cùng, tâm trạng không phải là toàn bộ của cuộc sống, nhưng nó có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống. Vâng, cảm ơn quý cô bác đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tự vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.